Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 2921. Long tức cũng không phải do Long thần để lại, mà bị biến đổi máu của Thiên Long giam tù. Triệu Huyền nói, Long tức có ý nghĩa phi thường đối với Long tộc, có lẽ nó có thể giúp Ngao Vấn Thiên biến hình. Nếu như anh vẫn từ chối anh ta lần này, chỉ sợ anh ta sẽ ôm hận trong lòng. Trong táng tinh cổ địa, nhớ phải đặc biệt cẩn thận với anh ta đó. Đường Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng có chút lạnh lẽo, muốn cường hóa phong ấn của Thiên Long, thì phải giết chết rất nhiều người. Triệu Huyền thở dài, rất nhiều chuyện, các tu sĩ ở phía dưới không có quyền biết, cường giả thì có quyền chi phối tất cả mọi chuyện. Đường Tuấn nói, tôi hiểu rồi. Đối với Trung ương Ngân Hà mà nói, những người tu hành ở bên dưới thần quân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu bọn họ chết thì cũng không quan tâm đến. Trong 3 ngày tiếp theo, Đường Tuấn yên tâm luyện hóa Long tức ở Vạn Liệu Cung. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để luyện hóa nó, nhưng năng Long tức thật sự quá mạnh mẽ, phải mất 3 ngày mà chỉ luyện hóa chưa đến 1/10. Nhưng điều này cũng khiến thực lực của Đường Tuấn tăng lên rất nhiều, anh vững vàng tiến vào động hư cảnh trung kỳ. Anh đoán là nếu như luyện hóa tất cả Long tức, thì có lẽ chúng ta đã có thể đột phá đến động hư cảnh trung kỳ. Tích lũy của anh thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không thì Long tức cũng đủ để cho một tu sĩ ở động hư cảnh sơ kỳ bước vào động hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là trạng thái đỉnh phong. 3 ngày sau, Đường Tuấn và Triệu Huyền do đám người của ông già Thiên Diễn dẫn đầu, truyền tống trận từ Kỳ Lân tinh vực đến táng tinh cổ địa. Quy mô của tòa truyền tống trận này vô cùng lớn, gần như không thua kém gì một thành phố lớn khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này đã có rất nhiều binh lính có vũ khí đứng trong đội hình dịch chuyển, việc tu luyện của những binh lính này hầu như đều là ở thần giới chuyển hóa, các học viên ở cõi giống được coi là lãnh đạo. Lúc này ở trong truyền tống trận đã đứng đấy rất nhiều binh sĩ cầm vũ khí trong tay, những binh sĩ này tu vi cơ hồ đều là hóa thần cảnh, động hư cảnh người tu hành là xem như đầu lĩnh cấp bậc nhân vật. Đường Tuấn liếc mắt nhìn thoáng qua, đại khái ước tính được số lượng binh lính này có lẽ hơn 100 vạn trở lên. Triệu Huyền trầm giọng nói, chiến tranh sắp bắt đầu, những binh lính này hầu như đều là người của thần đình, một số ít là người được chiêu mộ đến. Vì để có một chút tài nguyên tu luyện mà có rất nhiều người mới gia nhập thần đình, nhưng cuối cùng cũng không có nhiều người sống sót. Lúc này, truyền tống trận ở bên cạnh, những người đã vượt qua chỉ hội Long Lâu thì tử cũng lần lượt đến nơi. Theo như dự kiến, có lẽ có khoảng 1.000 người tu hành có thể vượt qua chi hội Long Lâu. Nhưng bởi vì kết thúc đột ngột nên chỉ có hơn 600 người tu hành vượt qua kỳ đánh giá Long Lâu này. So với mấy trăm vạn binh sĩ thì hơn 600 người bọn họ quả thực không có ý nghĩa gì. Chương 2922. Nhưng tư thái của hơn 600 thần tử và thánh nữ kia thì còn kiêu ngạo hơn nhiều so với những binh lính này. Hầu hết bọn họ đều có thần quang nở trên cơ thể, hoặc là phía dưới bọn họ đang cưỡi trên những con thú mạnh mẽ kỳ lạ, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Thậm chí một vài thần tử thành nữ còn không quan tâm đến dị thú ở dưới thân mình thở hổn hển, khiến cho rất nhiều binh lính chấn động đến nôn ra máu, nhưng bọn họ lại không có ý nghĩ muốn khống chế dị thú này. Đối với những binh lính này mà nói thì bọn họ là thiên tài cao cao tại thượng, là thánh nữ của các môn phái, làm sao có thể để mắt đến những binh sẽ cấp thấp như này. Vẻ mặt của rất nhiều binh sĩ đều thay đổi, trong mắt hiện lên lửa giận, nhưng tất cả đều bị các thủ lĩnh của bọn họ dập tắt. Ở đây xuất hiện một cảm giác uy nghiêm, tất cả mọi người đều lần lượt ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Khuôn mặt to lớn của Minh Thần Quân hiện lên trên bầu trời, nghiêm nghị nói, đi thôi. Vùng đất rộng mênh mông vô tận, ảnh mặt trời chói lọi chiếu sáng toàn bộ vùng đất, nhiệt độ rất cao, trên không trung có gợn sóng vặn vẹo. Không giống như những nơi khác, trên bầu trời có hai vòng mặt trời treo trên cao. Nếu như là người bình thường không có tu vi, ở những chỗ như này nghỉ ngơi mấy phút, chỉ sợ cũng sẽ bị mất nước mà chết. Đây chính là táng tinh cổ địa, một trong những chiến trường của Trung ương Ngân Hà. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt có chút kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt anh thực sự rất hiếm thấy, coi như đối với những người tu hành mà nói thì đều đầy khí tức nguy hiểm. Triệu Huyền nhìn hai vòng mặt trời thiêu đốt ở trên bầu trời, hai mắt hơi híp lại, nói tôi nghe nói rất lâu trước đây, trong táng tinh cổ địa chỉ có một mặt trời. Sau đó ở bên ngoài khoảng không trung vũ trụ của táng tinh cổ địa lại nổ ra một trận đại chiến thần quân, khiến một ngôi sao bị đốt cháy, rồi lại có thêm một mặt trời nữa. Con người của Đường Tuấn co rút lại, trận chiến nổ ra giữa các vị thần quân mà có thể để lại hậu quả kinh khủng như vậy. Mấy vạn năm nay Vạn Diệu không có sinh ra một vị thần quân nào,
chỉ sợ mọi người đã quên thần quân đáng sợ như thế nào rồi. Khi cả hai người đang nói chuyện, bỗng có một giọng nói đầy vẻ trêu chọc vang lên. Nghe được giọng nói này, cả Đường Tuấn và Triệu Huyền đều nhíu mày. Người đang nói chuyện chính là Hồ Tiêu. Lúc này, có rất nhiều người đang tụ tập ở bên cạnh Hồ Tiêu, hầu như đều là thiên kiêu của Bạch Hổ Tinh Vực. Người mạnh nhất là Hồ Tiêu, mà người yếu nhất cũng có thực lực được xếp hạng ở trong 200 người của Vạn Tiên. Những người này đều dùng ánh mắt như đang dò xét con mồi mà nhìn Đường Tuấn. Hồ Tiêu đột nhiên nói với một nữ tu luyện, Ngô Du, tôi nhớ đại hội Vạn Tiên lần trước, cụ tổ của chúng ta đã đích thân hướng dẫn cho chúng ta mà. Người tên là Ngô Du gật đầu, nói, đúng rồi. Cách đây 300 năm trước cụ tổ nhà tôi cũng đã trở thành thần quân. Mặc dù vẫn luôn bế quan tu luyện khổ cực, nhưng ông ấy cũng rất quan tâm đến hậu bối như chúng ta, còn thường xuyên hướng dẫn cho chúng ta nữa. Chương 2923. Hồ Tiêu lại dò hỏi một người thanh niên nam, Thiên Dương, tôi nhớ rằng chú của anh cũng là thần quân mà. Người kia đáp lại, đúng vậy, là thần quân đã thành tựu cách đây 500 năm trước. Hồ Tiêu liên tiếp hỏi thêm mấy câu, đều có tồn tại thần quân cảnh ở trong nhà, lúc này anh ta mới nhìn về phía Đường Tuấn và Triệu Huyền, lắc đầu nói, đối với anh mà nói thì thần quân không thể chạm đến được, nhưng đối với chúng tôi thì không phải đều có thể nhìn thấy thường xuyên sao. Chúng ta hoàn toàn không ở một cấp độ nào cả. Triệu Huyền trầm mặt, nói, Hồ Tiêu, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì hả? Hồ Tiêu lạnh giọng nói, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu như thức thời thì ngoan ngoãn để Trương Long Sơn giao long khí ra, bằng không sau lưng chúng tôi có nhiều thần quân như vậy, đủ để phá hủy Vạn Diệu Cung của anh vạn lần đó. Về phần hai người các anh, cứ quỳ trước mặt nhận lỗi, thì tôi có thể cân nhắc bỏ qua cho các anh, nếu không thì táng tinh cổ địa này sẽ là nơi chôn xương của các anh đó. Sắc mặt Triệu Huyền tái xanh, đám người của Hồ Tiêu nói rõ sẽ dùng vũ lực để áp đảo người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác về mặt này, Vạn Diệu Cung không đủ nghiêm trọng. Mặc dù dựa vào bộ mặt của Vạn Diệu Cung có thể mời được thần quân, nhưng những người đó hiển nhiên không muốn gây thù với người như Hồ Tiêu. Đường Tuấn phất tay ngăn cản Triệu Huyền tiếp tục nói, nếu muốn bịt miệng đám người của Hồ Tiêu này thì chỉ có dùng vũ lực, nếu không cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Đang lúc anh chuẩn bị ra tay tấn công, thì bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, các cậu đang làm gì vậy hả? Giọng nói vừa rơi xuống, một người đàn ông mặc áo giáp và râu quai nón hùng tráng bước đến. Tướng quân Hứa. Đám người của Triệu Huyền, Hồ Tiêu đều cung kính nói. Vẻ mặt ngạo nghễ trên mặt của đám người Hồ Tiêu đều lắng xuống rất nhiều. Người đàn ông hùng tráng này tên là Hứa Vô Sơn, là thống lĩnh đệ nhất của đại quân mấy trăm vạn người. Trên danh nghĩa mà nói thì ông ta cũng có quyền quản lý hơn 600 người tu hành của đại hội Vạn Tiên này. Nhưng điều thực sự khiến đám người của Hồ Tiêu phải kinh ngạc không ít đó chính là Hứa Vô Sơn hiện đang là bản bộ thần quân chi cảnh, có người đoán rằng trong một vòng trăm năm nữa, ông ta nhất định sẽ trở thành thần quân thực sự. Hơn nữa, Hứa Vô Sơn xuất thân từ thần đình, sau khi bị sát phạt thì thực lực của ông ta còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bọn họ. Mặc dù đám người của Hồ Tiêu đều là những người tài giỏi hơn người và hiện tại cũng đang là động hư cảnh đỉnh phong, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai có thể chạm vào thần quân cảnh ảo diệu. Mặc dù bọn họ há miệng ngậm miệng đều là nhà mình có thần quân, nhưng ngay cả Hồ Tiêu cũng không nắm chắc sau này có thể trở thành thần quân. Nếu không thành thần quân, không trải qua 99 đại kiếp, đạt được bất phôi chi thân, thì mọi thứ đều là hư ảo. Chương 2924. Không ai dám đáp lại lời của Hứa Vô Sơn. Ánh mắt lạnh như băng của Hứa Vô Sơn quét qua vài người, đám người của Hồ Tiêu cảm thấy nhói đau, lần lượt cúi đầu xuống. Nhưng khi Hứa Vô Sơn nhìn Đường Tuấn, thì cũng là lúc Đường Tuấn nhìn ông ta giống như thể anh không cảm nhận được điều gì. Cảnh tượng này khiến Hứa Vô Sơn nhướng mày lên. Tôi mặc kệ trước đây các cậu có ân oán gì, nhưng ở dưới quyền quản lý của tôi thì không cho phép tự mình đánh nhau. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo quân lệnh, có nghe thấy không? Hứa Vô Sơn gào to nói. Đám người của Hồ Tiêu liếc nhìn thoáng qua Đường Tuấn, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý rồi rời đi. Lúc này Hứa Vô Sinh mới nghiêm túc nhìn Đường Tuấn nói, cậu không tệ đâu, chẳng trách trưởng giáo Thiên Diễn lại nhờ tôi chăm sóc cho cậu một chút. Triệu Huyền thất thanh nói, tướng quân Hứa có biết trưởng giáo của chướng tôi sao? Hứa Vô Sơn nói, khi tôi còn trẻ đã nhận một ân tình của trưởng giáo Thiên Diễn. Ông ta hạ giọng nghiêm nghị nói, ở trong ở quân doanh, có tôi ở đây, bọn họ không dám làm gì cậu đâu, nhưng vừa ra khỏi quân doanh, hoặc là lúc giao chiến với quân phản loạn. Khả năng cao bọn họ sẽ ra tay tấn công các cậu.
Đến lúc đó, ngay cả tôi cũng sẽ không thể bảo vệ nổi các cậu. Tự các cậu phải cẩn thận đó. Triệu Huyền, lần này trưởng giáo Thiên Diễn đã đặc biệt giao cho tôi, yêu cầu các cậu có nhiều kinh nghiệm và nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Bằng không là thánh tử, nhưng ngược lại thực lực của cậu không bằng sư đệ Trương của mình thì đúng là không nói nổi nữa. Hứa Vô Sơn nói. Sắc mặt Triệu Huyền trở nên chua xót, trong lòng thầm mắng ông già Thiên Diễn là đồ không tử tế, rõ ràng chuyện này là muốn huấn luyện thêm mà. Đường Tuấn đột nhiên hỏi, tướng quân Hứa, ông có thể giải thích cho chúng ta một chút làm thế nào để bước vào thần quân chi cảnh không? Nghe vậy, Hứa Vô Sơn khẽ cau mày, tựa hồ có chút không vui nói, quả nhiên thực lực của cậu không tệ, nhưng cậu chỉ mới ở động hư cảnh trung kỳ thôi. Cho dù có tài năng phi thường, lĩnh ngộ được dịch chuyển tức thì, nhưng cậu vẫn còn một cách thần quân cảnh rất xa. Hiện tại nghe những này, cũng có chút mơ tưởng xa vời. Trương Long Sơn, người mà Đường Tuấn đang đóng giả, chỉ mới có tu vi là động hư cảnh trung kỳ thôi. Nhưng tu vi của bản thân Đường Tuấn còn chưa tới động hư cảnh trung kỳ. Đường Tuấn cười nói, tôi chỉ muốn biết trước để có thể tìm ra phương hướng tu luyện tiếp theo thôi. Hứa Vô Sơn nói, được rồi, vậy tôi sẽ nói đơn giản cho cậu hiểu. Ông ta suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp, thần quân cảnh, hay còn gọi là độ kiếp cảnh. Muốn đạt được bước này, trước tiên phải ngưng luyện tiểu thế giới của chính mình, sau đó khi pháp lực đạt tới đỉnh phong, cơ thể không còn có cách nào có thể nạp thêm pháp lực dư thừa nữa. Chương 2925. Lúc này mới rót pháp lực vào trong tiểu thế giới, diễn hóa hình thái của tiểu thế giới. Khi các sinh mạng bắt đầu phát triển trong tiểu thế giới, cậu gieo trồng một sợi dấu ấn sinh mạng đó vào trong tiểu thế giới, thì lúc đó coi như cậu đã đi đạp được một nửa bước chân vào thần quân cảnh. Đến cấp độ này rất khó bị giết chết, trừ khi ai đó đồng thời tiêu diệt cậu và tiểu thế giới cùng lúc. Vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói tiếp theo, chính là quá trình không ngừng lớn lên của sinh mạng dấu ấn. Khi nó phát triển đến một cấp độ nhất định, nó sẽ kích hoạt hư không lôi đình, chỉ cần nó vượt qua được 99 đại kiếp, thì sẽ coi như là thần quân cảnh. 99 kiếp lớn. Nói đến bốn chữ này, ánh mắt Hứa Vô Sơn hơi thay đổi, hiển nhiên là rất kiêng kỵ. Sau khi hít sâu vài hơi, Hứa Vô Sơn mới nói tiếp, con đường trở thành thần quân vô cùng khó khăn, đã có rất nhiều thiên tài phải bỏ cuộc giữa chừng, hai người các cậu có hy vọng rất lớn có thể đi được bước này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót đã. Ông ta vỗ vai Đường Tuấn, cảnh cáo lần nữa, đừng quá tham vọng, hãy thực hiện từng bước một, tu luyện càng vững chắc thì hy vọng đột phá trong tương lai càng lớn. Nói xong, Hứa Vô Sơn rời đi. Triệu Huyền cũng bắt chước dáng vẻ của Hứa Vô Sơn, vỗ vỗ vai Đường Tuấn, nói lời thấm thía, anh Đường, đừng suy nghĩ quá nhiều, cảnh giới hiện tại của anh còn không bằng tôi, trước tiên nâng cảnh giới của mình lên đi rồi hẵng nói. Gần đây anh ta liên tục bị Đường Tuấn đả kích. Khó khăn lắm mới có cơ hội phản kích một lần, sao có thể dễ dàng buông tha được. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Triệu Huyền, nói khẽ cảnh giới của tôi còn chưa đến, nhưng không phải của anh đã đến rồi à. Tôi vẫn cho rằng nếu có cơ hội thì để cho anh đột phá trước. Nhưng nếu anh đã nói vậy rồi, tôi cảm thấy tốt hơn hết là nâng cảnh giới của mình lên trước đã. Bàn tay đang vỗ vai Đường Tuấn của Triệu Huyền xứng lại giữa không trung, sắc mặt anh ta tái nhợt. Mãi lúc sau, anh ta mới nặn ra một nụ cười, đưa tay phủi phủi vai áo Đường Tuấn, anh Đường, vừa rồi tôi nói giỡn thôi. Tuy rằng cảnh giới của anh không cao, nhưng thực lực của anh rất mạnh. Với thực lực của anh, đám người Hổ Tiêu kia cũng bị anh đánh bại thôi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Huyền âm thầm khinh bỉ chính mình. Nhưng vì có thể được cử đi học thần quân, mặt mũi tính là gì chứ? Dù sao đợi đến khi đột phá được thần quân, lúc đó lại thắng là được. Đường Tuấn nhếch miệng, hình tượng cao lớn của Triệu Huyền hoàn toàn sụp đổ rồi. Những lời anh nói với Triệu Huyền không phải là lời nói bộc phát khi tức giận, mà là đã suy nghĩ kỹ càng. Để đạt được thần quân, ngoại trừ 99 kiếp nạn lớn, khó khăn nhất là phải ngưng luyện được thế giới nhỏ, trong số 100 tu sĩ của động hư cảnh, có thể có tới 99 người bị mắc kẹt ở chỗ này. Đường Tuấn có một ý tưởng. Có lẽ anh có thể sử dụng các kỹ thuật y tế và nhận thức về thế giới trong khiếu của mình để xây dựng thế giới nhỏ, đột phá bước khó khăn nhất này. Chương 2926. Vốn dĩ cơ thể con người và trời đất có mối liên hệ vô cùng kỳ diệu, ý tưởng này cũng không phải là không có khả năng. Nếu ý tưởng này thành hiện thực, có thể vượt qua được nửa đường đến với thần quân rồi. Mà Triệu Huyền vừa vặn để làm đối tượng thí nghiệm của anh. Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Quá trình này cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nếu chỉ dựa vào linh khí của trời đất căn bản không đủ sức chống đỡ, cần phải nhờ tới bảo vật mới được. Sử dụng kỹ thuật y học để phân tích bí mật của tu luyện, nếu có thể thực hiện được, việc tu hành sẽ trở nên không còn thần bí nữa rồi. Đến chỗ bác sĩ xem một chút đi. Đường Tuấn đột nhiên nói. Trước khi đến đây, anh được nghe nói các bác sĩ ưu tú nhất của tinh vực Kỳ Lân đều đang ở trên chiến trường, hiện tại chiến tranh đã nổ ra ở tầng tinh cổ địa, có lẽ không thiếu bác sĩ xuất sắc ở chỗ này, anh muốn đến gặp một chút. Nơi họ đang đến lúc này lại trùng hợp là một doanh trại quân đội rất lớn, có gần triệu quân chướng vây quanh, mỗi quân chướng đều bố trí lực lượng cảnh giới và trận pháp cách âm, không gian rất lớn, có thể chứa được từ 10 đến 100 tu hành giả. Khi bọn họ đến vừa lúc kết thúc một cuộc chiến lớn không lâu, cả hai bên đều đang nghỉ ngơi hồi sức. Chỉ có điều, trạng thái bình yên này cũng không kéo dài lâu, rất nhanh thôi chiến loạn sẽ lại bắt đầu lại. Đường Tuấn và Triệu Huyền nhanh chóng đến chỗ trại bác sĩ, bọn họ vừa đến liền gặp được hai người. Lúc này hai người Mộ Thanh và Đạo Nhất Thần Tử cũng đi tới bên ngoài trại bác sĩ. Mộ Thanh vốn xuất thân là bác sĩ, đến trại bác sĩ là chuyện thường tình, còn Đạo Nhất Thần Tử, không cần nghĩ cũng biết là theo chân Mộ Thanh đến đây. Khi Mộ Thanh nhìn thấy Đường Tuấn, khuôn mặt hơi biến sắc, cô ấy gật nhẹ với anh rồi bước vào trong doanh trướng. Ánh mắt Đạo Nhất Thần Tử nhìn Đường Tuấn mang theo ý tứ lạnh lùng cảnh cáo, từ khi sinh ra đến giờ, vị thần tử này chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng lần này Lầu Đăng Long liên tiếp sụp đổ, hơn nữa đều do Đường Tuấn, khiến cho anh ta rất phiền muộn. Anh đến đây làm gì? Giọng nói của Đạo Nhất Thần Tử không có ý tốt. Đường Tuấn cười nói, chẳng lẽ trại bác sĩ còn có quy định cấm người khác đến sao? Đạo Nhất Thần Tử nghẹn lời, hừ một tiếng rồi mới đi vào trong doanh trướng. Triệu Huyền dùng khuỷu tay khế huých Đường Tuấn, nói nhỏ, anh Đường, đừng nói là anh muốn tranh giành phụ nữ với Đạo Nhất Thần Tử đấy nhá. Khi hai người nói chuyện đã bố trí một trận pháp cách âm xung quanh mình, vì vậy không ai khác có thể nghe thấy họ đang nói gì. Đường Tuấn đáp, anh nghĩ nhiều rồi. Chương 2927. Nghe vậy, Triệu Huyền vỗ tay khoái chí, anh Đường, quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi. Anh nghe tôi khuyên đi, trên đầu chữ sắc có một cây đao đấy, chứ chưa nói là tranh giành phụ nữ với Đạo Nhất Thần Tử. Lai lịch của Đạo Nhất Thần Tử rất bí ẩn. Có người nói anh ta là thiên kiêu được một số người bất tử bồi dưỡng nên, đã được định sẵn là sẽ áp đảo cả thế hệ đấy. Cũng có người nói rằng thể chất của anh ta là thân thể vô thượng, có hy vọng trở thành tiên. Nếu anh muốn tranh giành phụ nữ với người như vậy, nhất định sẽ gặp thất bại đấy. Nếu anh có thiếu phụ nữ, thì mấy trăm ngàn nữ đệ tử trong Vạn Diệu Cung của tôi đều cho anh thoải mái lựa chọn đấy, đích thân tôi sẽ mai mối cho anh. Nghe những lời này của Triệu Huyền, Đường Tuấn hơi nhíu mày trầm ngâm. Bước vào trong doanh trướng, liền có thể thấy những bệnh nhân đang nằm trên giường, cùng các bác sĩ đang điều trị cho họ. Những người tham gia trận chiến ít nhất cũng là tu hành giả ở cảnh giới hóa thần, những tu hành giả này hầu hết đều có phương pháp khôi phục lại chân tay bị đứt gãy, nếu lợi hại hơn, thậm chí có thể khôi phục lại cả nửa cơ thể bị đánh nát. Nhưng hiện tại lại có rất nhiều tu hành giả bị gãy đứt tay chân đang nằm trên giường bệnh. Triệu Huyền nói, tu vị của tu hành giả càng cao thì khả năng sử dụng binh khí, cấm chế và độc vật càng lợi hại. Ngay cả tu hành giả của động hư cảnh, một khi bị thiên khí làm bị thương cũng rất khó có thể hồi phục. Nếu trên binh khí bổ sung thêm sức mạnh của cấm chế thì nó sẽ không ngừng làm tiêu tan pháp lực và lực sinh mệnh của tu hành giả. Trong trường hợp này, yêu cầu đối với bác sĩ cũng cao hơn, không chỉ yêu cầu y thuật cao, mà còn phải có hiểu biết nhất định về các loại cấm chế phong ấn, độc vật, uy năng của trời đất, nếu không căn bản sẽ vô dụng trên chiến trường. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đương nhiên anh ý thức được chuyện này, giống như lúc trước từng gặp được bác sĩ dùng trận pháp trị liệu ở Lầu Đăng Long vậy. Khi các pháp môn tu hành ngày càng trở nên lớn mạnh, các bác sĩ cũng ngày càng cần nhiều kỹ năng hơn, chính vì thế mà địa vị của các bác sĩ cũng cao hơn so với những tu hành giả bình thường. Những tiếng kêu đau đớn vang lên trong doanh trướng. Mặc dù ý chí của các tu sĩ rất ngoan cường, nhưng thương tích mà họ gặp phải người thường không cách nào tưởng tượng được. Lúc này, Mộ Thanh và Đạo Nhất Thần Tử đang đứng trước một giường bệnh, một đám người vây quanh đứng xem, một lão giả cầm một con dao nhỏ trên tay, vừa chữa trị cho bệnh nhân vừa giải thích. Hai người Đường Tuấn đi đến. Loại cấm chế bại huyết này có 99 đường hoa văn, muốn phá giải nó, một đường cũng không được phép sai lầm. Ông lão nghiêm túc nói. Trên giường bệnh, một bệnh nhân chỉ còn nửa thân trên đang nằm, vẻ mặt đau đớn.
Bất cứ khi nào anh ta muốn sử dụng pháp lực để tự chữa trị cơ thể mình, một luồng sáng đen sẽ phun ra từ miệng vết thương, ngăn chặn anh ta. Con dao nhỏ trong tay ông lão chuyển động rất nhỏ, những mỗi động tác đều có thể khiến ánh sáng đen yếu hơn một chút. Chương 2928. Biểu tình của ông lão cẩn thận tỉ mỉ, giảng giải thật kỹ càng tỉ mỉ, sợ rớt lại bất cứ thứ rất nhỏ gì. Chờ đến khi một đao cuối cùng của ông ấy hạ xuống, ánh sáng đen trên miệng vết thương của tu sĩ nằm trên giường bệnh đột nhiên biến mất, thân hình nửa người dưới bắt đầu sinh trưởng ra, sau đó khôi phục như thường. Trên mặt tu sĩ kia mừng như điên, đứng lên từ giường bệnh, bộp một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đa tạ bác sĩ Diệp. Ông lão khẽ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ có lẽ vừa rồi trị liệu đã tiêu hao không ít pháp lực của ông ấy. Ông ấy đỡ người đang quỳ trên mặt đất lên, nói có thể khôi phục là tốt. Ông lão nhìn về phía mấy nam nữ trẻ tuổi đang ghi chép bên cạnh, nói thấy rõ chưa? Cách giải quyết cấm chế bại huyết, chính là phương pháp ta vừa nói. Mấy nam nữ trẻ tuổi gật đầu, có người quan tâm nói, bác sĩ Diệp, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Ông lão nhìn những người bệnh trên giường bệnh trong doanh trướng, trong mắt đau đớn, nói tôi nghỉ ngơi thêm một lát, người bệnh sẽ nguy hiểm thêm một phần. Nói xong, ông ấy lấy ra một viên đan dược, ăn vào. Pháp lực tổn thất khôi phục một chút. Mấy người trẻ tuổi thấy thế, vội vàng nói, bác sĩ Diệp, vẫn luôn dùng hồi nguyên đan, sẽ tạo thành gánh nặng với thân thể của ngài, hơn nữa lâu dài đến sau này, những dược lực còn sót lại sẽ tích lũy trong cơ thể ngài thành độc tính. Ông lão xua tay, nói thân thể của tôi không quan trọng. Lúc này, Mộ Thanh đứng ra, cung kính nói, Diệp lão, có thể để tôi trị liệu cho ngài một chút không? Mấy người trẻ tuổi nghe vậy, lập tức cảnh giác nhìn cô ấy, có người không vui nói, cô đang nói bậy gì đó. Ngoại trừ mấy người trẻ tuổi này, rất nhiều người bệnh trên giường bệnh cũng tỏ ra giận dữ, có người trầm giọng nói, y thuật của bác sĩ Diệp cao siêu, cần cô tới trị liệu à? Cô gái, chẳng lẽ cô muốn hại chết bác sĩ Diệp sao? Ông lão nhìn Mộ Thanh, nghi ngờ nói, cô là. Mộ Thanh nói, Mộ Thanh của đồng nghiệp điện kính chào bác sĩ Phạm. Diệp Phạm hơi nhướng mày. Nói Thiên Thanh Tử là gì của cô? Mộ Thanh nói, là sư phụ của tôi. Diệp Phạm hơi gật đầu, vuốt râu nói, thì ra là đệ tử của người quen cũ. Nếu cô đã muốn giúp tôi trị liệu, tôi cho cô trị thì đã sao? Cô nhóc, chú ý chút, đừng phá hỏng thanh danh của sư phụ cô. Mộ Thanh chỉnh trọng gật đầu, cô ấy cầm mấy cây ngân châm, sau đó đâm vào mấy huyệt vị trên cổ và đầu Diệp Phạm, từng đợt pháp lực nhẹ nhẹ theo ngân châm đi vào trong cơ thể ông lão. Con người già nua của Diệp Phạm sáng lên, trên mặt khiếp sợ, dường như phát hiện ra đại lục mới. Ông ấy có thể cảm nhận được, cùng với sự trị liệu của Mộ Thanh, mệt nhọc và di chứng do dùng hồi nguyên đan trong thân thể ông ấy đều đang tiêu tán từng chút một, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Loại nhẹ nhàng này không giống dùng đan dược, là nhẹ nhàng chân chính, sau đó không để lại bất cứ di chứng nào. Chờ đến khi Mộ Thanh trị liệu xong, trên mặt Diệp Phạm càng thêm khiếp sợ. Run giọng nói, y thuật của độ nghiệp điện đã đạt tới loại trình độ này sao? Chương 2929. Mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh đều cực kỳ kinh ngạc, bác sĩ Diệp Phạm tuy không phải thần y, nhưng về y thuật, ngoại trừ thần y thì tuyệt đối là người đứng đầu, y thuật cỡ nào mới có thể khiến ông ấy khiếp sợ như thế? Mấy cân ngân châm thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt rốt cuộc đã sinh ra tác dụng gì? Mộ Thanh lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia yêu thương. Nói, đây đều không phải là y thuật của độ nghiệp điện chúng tôi, là do tôi học được của một người bạn y bác sĩ. Nếu bác sĩ Diệp muốn học, tôi có thể chỉ cho ngài. Diệp Phạm không thể tin, nói có thể chứ. Ông ấy cảm thấy y thuật mà Mộ Thanh vừa thi triển có lực lượng thần kỳ, vượt qua nhận thức của ông ấy. Loại y thuật thần kỳ này, người khác giấu đi còn không kịp, sao có thể tùy ý truyền thụ. Mộ Thanh nói, đây cũng là tâm nguyện của người bạn kia của tôi. Diệp Phạm thở dài, y bác sĩ này đúng là khiến người ta kính nể, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải gặp mặt người đó. Biểu tình của Mộ Thanh lập tức trở nên buồn bã, nói, người đó đã không còn nữa. Khóe miệng Diệp Phạm mấp máy, cuối cùng vỗ bả vai Mộ Thanh, cũng không hỏi lại. Này, anh là ai, ai cho anh tự tiện trị liệu cho người ta? Đúng lúc này, một người trẻ tuổi bên cạnh Diệp Phạm người bỗng nhiên hô lên. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy, Trương Long Sơn, đang trị liệu cho một người bệnh. Toàn bộ cánh tay người bệnh kia đã bị chặt đứt, ánh sáng đen quấn quanh phía trên, cũng là cấm chế bại huyết. Trương Long Sơn, anh đang làm gì? Một thần tử quát.
hắn đang muốn ngăn cản, Trương Long Sơn, Diệp Phạm bên cạnh bỗng nhiên ngăn hắn lại, trầm giọng nói cậu ta đang trị thương cho bọn họ. Nhưng mà bác sĩ Diệp, phương pháp cậu ta dùng có rất nhiều chỗ khác ngài. Có người nhíu mày, khó hiểu nói. Diệp Phạm không trả lời, mà dùng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Đường Nghiêu. Không khí xung quanh lập tức an tĩnh lại, chỉ còn tiếng người bệnh hít thở và âm thanh rất nhỏ phát ra khi Đường Nghiêu trị liệu. Một lát sau, ánh sáng đen trên cánh tay người bệnh kia biến mất, cánh tay lại một lần nữa dài ra. Đây, mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng. Trước đó khi Diệp Phạm giảng giải, cố ý nhấn mạnh phương pháp giải cấm chế bại huyết một bước cũng không thể sai, cần phải theo khuôn phép cũ, nhưng hiện tại, phương pháp Đường Nghiêu sử dụng rõ ràng khác với lời Diệp Phạm nói, nhưng vẫn có thể phá giải cấm chế này, sao lại thế này? Bác sĩ Diệp, ánh mắt xin giúp đỡ của mọi người hướng về phía Diệp Phạm. Diệp Phạm lại nhìn Đường Nghiêu, hỏi, phương pháp này của cậu? Đường Nghiêu nói, vừa rồi tôi xem phương pháp bác sĩ Diệp trị liệu, trong lòng ngộ ra, cho nên cải biến một chút. Đồng tử Diệp Phạm co rụt lại, Đường Nghiêu nói rất nhẹ nhàng, nhưng ông ấy biết rất rõ muốn cải biến khó cỡ nào. Phải biết rằng, phương pháp phá giải cấm chế bại huyết hiện giờ cũng không phải do ông ấy sáng tạo ra, mà là kết tinh kinh nghiệm và tâm huyết của vô số bác sĩ tổng kết lại, gần như không thể sửa, nhưng hiện tại lại cứ vậy mà bị cải biến, hơn nữa còn thành công. Càng khiến cho Diệp Phạm khiếp sợ chính là, phương pháp cải biến dường như còn tiện hơn. Phương pháp ban đầu, tốc độ phá giải cấm chế nhanh gần gấp đôi. Bác sĩ Trương, cậu có thể làm lại một lần không? Diệp Phạm khiêm tốn thỉnh giáo. Đường Nghiêu gật đầu, lại lần nữa thể hiện lại phương pháp phá giải cấm chế bại huyết, nhưng lần này cố ý thả chậm tốc độ, để tiện cho Diệp Phạm và những người khác quan sát. Chương 2930, tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể trị. Tôi rất có hứng thú với phương pháp phá giải cấm chế này, không biết lúc bác sĩ Diệp trị liệu cho bọn họ, có thể quan sát không? Đường Nghiêu nghiêm túc hỏi. Tuy trước đây tuy anh cũng có thể phá giải những cấm chế này, nhưng đều dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để cảm nhận nguyên lý của cấm chế, sau đó từ từ phá giải, không có hệ thống tri thức lý luận. Mà phương diện này, Diệp Phạm thân là bác sĩ trong quân, nhất định rất quen thuộc, nếu đồng ý dạy, đối với Đường Nghiêu mà nói sẽ là một lần thu hoạch không nhỏ. Trên mặt Diệp Phạm mặt lộ ra ý cười, nói, đương nhiên có thể. Ông ấy nói với Mộ Thanh, cô cũng tới đây xem đi. Nhìn hai người, ý cười trên mặt Diệp Phạm càng thêm sán lạn, vuốt râu nói, không ngờ ở trong quân còn có thể gặp được hai hạt giống bác sĩ tốt như hai người, khiến tôi thấy được tương lai của ngành y. Có lẽ trong tương lai, hai người có thể trở thành thần y, khi đó, lão già này cũng có chung vinh dự. Đạo nhất thần tử nghe thấy lời này, biểu tình âm trầm, hạ giọng nói, thánh nữ Mộ Thanh, chúng ta tới quân doanh, còn rất nhiều nơi cần tìm hiểu. Bác sĩ Diệp Phạm cũng vẫn luôn ở trong quân. Muốn học hỏi cũng không vội nhất thời, nếu không đi nơi khác trước đã được không? Từ đáy lòng, anh ta rất không muốn Mộ Thanh ở cạnh, Trương Long Sơn, muốn cắt đứt cơ hội ở chung của hai người. Mộ Thanh nhíu mày, nói thần tử, nếu anh có việc cứ đi trước đi. Tôi không có hứng thú với những chuyện khác trong quân, chỉ muốn chuyên tâm học tập y thuật của bác sĩ Diệp. Cảm giác quen thuộc trong lòng cô ấy ngày càng mãnh liệt, sao có thể rời đi? Đạo nhất thần tử hơi nhướng mày. Cười nói, tôi cũng không bận gì, nếu Mộ Thanh gài muốn học y thuật cùng bác sĩ Diệp, tôi sẽ ở đây cạnh cô. Nói xong, khóe mắt anh ta mang theo chút lạnh lẽo, liếc mắt chừng, Trương Long Sơn, một cái. Diệp Phạm thấy thế, cười vang nói, mấy người trẻ tuổi cô cậu thật là thú vị hơn mấy lão già chúng tôi nhiều. Mặt Mộ Thanh ửng đỏ, giải thích, bác sĩ Diệp, tôi. Diệp Phạm xua xua tay, nói, Mộ Thanh. Chuyện này đối với cô mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hiện giờ tâm lực cô khô kiệt, cứ thế mãi, sẽ tạo thành trở ngại rất lớn với chuyện tu hành của cô, thậm chí rất dễ nhập ma. Mở rộng lòng mình, đón nhận những thứ mới, có lẽ có thể khiến tâm lực tỏa sáng sinh cơ. Mộ Thanh lắc đầu, nói tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể trị. Diệp Phạm ngơ ngẩn, thở dài, cũng không nhiều lời. Tiếp đó, Diệp Phạm tiếp tục trị liệu cho những người khác. Trong quá trình trị liệu, chậm rãi giảng giải một chút kiến thức lý thuyết và vận dụng tương quan cho Trương Long Sơn và Mộ Thanh nghe. Năng lực tiếp thu của hai người đều rất nhanh, khiến Diệp Phạm vui mừng không thôi chính là, Trương Long Sơn, này không chỉ có thể nhanh chóng lý giải nội dung mà ông ấy nói, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn suy một ra ba, hoàn thiện một chút phương pháp vốn dĩ nhìn như hoàn mỹ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2930.